Hoàng Anh Vũ xin chào toàn thể các bác. Hôm nay thì ở bên em tiếp tục lên một cái chương trình để test hàng, chuẩn bị gửi lên đường cho anh Cường tại Tam Dương, Vĩnh Phúc. Thì anh có đặt bên em mẫu sản phẩm Supbat 40 phiên bản S15 Pro và phiên bản mới nhất của EB vừa mới ra mắt tại Hoàng Anh. Và hiện tại mẫu model này đang có giá là 6.900.000 đồng. Và ở đây thì anh đã cọc trước cho bên em 500.000 đồng rồi. Nhận hàng và anh thanh toán nốt 6.400.000 đồng. Đối với mẫu sản phẩm này, giá thành này thì bên em đã bao toàn bộ chi phí vận chuyển cũng như là dây giác kết nối cho anh nhá. Đây thì vừa mới tháo thùng ra này. Thùng được đóng rất là chắc chắn. Ở ngoài thùng thì nó sẽ có một phần băng dính niêm phong của hãng. Trong thùng được đóng xốp này, những phần xốp chống sốc cũng như là dây nguồn, dây tín hiệu, những đường tín hiệu vào. Thì khi các bác và anh em đặt hàng thì bên em sẽ hỗ trợ tặng kèm đầy đủ dây kết nối cho các bác. Đây là một trong những dòng xốp điện lai hôi, dòng xốp gia đình hiện tại đang sở hữu cái ngưỡng công suất khá là lớn. Công suất dao động của nó từ 950 đến 1650W. Đây là một trong những ngưỡng công suất cực kỳ là khủng, tiếng đánh uy lực và cái chất của cái dòng súp này cho ra khá là hay. Nhập khẩu chính hãng EB, tem chống hàng giả, có logo, mã QR và trang web của công ty. Phiên bản này thì sẽ được hãng bảo hành trong 2 năm và hỗ trợ bảo hành trọn đời. Thiết kế rất là hầm hố, với vỏ thùng toàn bộ đều được phủ những lớp sơn sần đen. Phía trên mặt trên của súp thì sẽ có một logo EB cũng như là mã QR được hạ cấp ở phần trên. Cọc cắm là full, hai bên sẽ là hai tay sách. Phần e căng được thiết kế tràn viền với những cái tấm bọt biển ở trong để bảo vệ chống bụi, bảo vệ bát. Logo EB Pro mẹ vàng, rất là sang, rất là đẹp đúng không ạ? Về phần bộ mạch của phiên bản của model này, tỏa nhiệt rất là lớn. Và đặc biệt hơn, đây là một trong những cái điểm mà gần như là khá là đặc biệt và khá là nổi bật của mẫu model mới nhất của EB vừa ra mắt nhá. Chế độ tự động ngắt khi không sử dụng trong vòng khoảng 2 đến 30 giây. Khi không có nguồn điện, không có nguồn tín hiệu vào thì súp sẽ tự động ngắt, giúp tiết kiệm điện này, giúp bảo vệ bộ mạch và tăng thêm cái tuổi thọ và tăng thêm cái thời hạn sử dụng của đối với những dòng sản phẩm này. Hai volume, một volume tổng và volume cắt tần số có thể cắt được từ giải tần 40 đến 180Hz. Súp điện lai hơi nhá, các bác có thể chơi được cả đường điện lẫn đường hơi. Hai đường tín hiệu vào, đường input và đường lai out. Về phần thông số của súp, model S15 Pro bản mới nhất năm 2023. Chạy điện 220V từ 50 đến 60Hz. Công suất của nó dao động từ 950 đến 1650W. Đầy đủ thông tin số seri. Phía sau của bộ mạch thì cũng sẽ có thêm một tem niêm phong bảo hành. Đối với phần tem bảo hành này thì trong quá trình các bác sử dụng thì các bác lưu ý là giữ cho em cái phần tem tránh bị rách hay là vỡ tem. Bởi vì cái chế độ bảo hành của nó khá là cao, bảo hành trong vòng 2 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời. Và các bác phải giữ được nguyên vẹn cái phần tem này, bởi vì trong quá trình sử dụng không may có vấn đề gì, các bác liên hệ thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành hoàn toàn nhá. Trong cái trường hợp mà làm rách tem hay là vỡ tem thì các bác bên em sẽ không chịu được trách nhiệm bảo hành cho các bác. 6.900.000 đồng phiên bản Supbat 40, dòng súp gia đình, súp điện lai hơi. Đây là một trong những dòng súp khá là cao cấp, khá là tiện lợi đúng không ạ? Bác nào có nhu cầu quan tâm thì liên hệ ngay với Hoàng Anh hàng nhá. Bây giờ thì xin mời tất cả các bác và anh em cùng đeo tai nghe vào để có thể thưởng thức được rõ hơn về chất lượng âm thanh mà phiên bản này cho ra.